Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ vẽ chú cá trê cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ theo dõi mình vẽ các bạn nhé. Giờ mình sẽ phối màu. Thường thường là cá trê ở dưới ao thì có thể là màu nâu hoặc nó beo màu đen. Bây giờ hiện tại là mình sẽ vẽ màu nâu các bạn nhé. Đấy, mình đang vẽ, trước tiên là mình vẽ cái râu này. Râu là vẽ màu nâu các bạn ạ. Đấy. Đấy, mình vẽ toàn bộ cái thân con cá này sẽ là màu nâu. Đấy, đây là các đường nét của con cá. Đấy. Đây là vẽ cái độ uốn cong của con cá các bạn ạ. Sau khi vẽ độ uốn cong để con cá đẹp hơn thì mình sẽ phối các vây màu vàng các bạn nhé. Đây là mình vẽ cái đường vây cá màu vàng cho nó hợp lý. Đấy. Đây là cái vây giữa của con cá các bạn. Còn đây là cái vây ở được cạnh mang các bạn ạ. Đấy, đây là cái vây giữa, đây là cái vây đuôi các bạn ạ. Cái vây ở yếm gần đuôi, chúng ta thường thường cái vây rất dài. Đấy. Vẽ cái hình tiếp theo là ta vẽ cái đuôi. Cái đuôi ta có thể vẽ to hơn một chút để cho con cá nó đẹp các bạn ạ. Giờ ta cũng tiếp tục vẽ những cái râu màu vàng để cho nó nổi hẳn con cá các bạn ạ. Các bạn nhé. Giờ ta sẽ tiến hành tô màu. Giờ đến xong thì ta bắt đầu đến sẽ tẩy sạch đi. Giờ ta đến phối màu. Đấy, trước tiên là ta sẽ phối cái màu màu vàng vào góc vây các bạn ạ, cho nó nổi con cá lên. Đấy, các bạn nhìn xem con cá đã nổi cái màu lên rồi. Nhìn các vây thì rất đẹp ạ. Đấy. Cho đủ vây, đủ râu thì nó rất đẹp. Đấy, đã hình thành một chú cá trê rồi. Giờ tiếp theo ta đến tôn cái râu vào cái lưng các bạn ạ. Ta sẽ tô cái màu lô đất. Đây là mình đang tô bằng màu sáp các bạn nhé.
có thể là cái màu sáp, cái độ sắc nét của màu nó không được đẹp lắm các bạn nhé. Còn nếu như những màu sơn nước hoặc những màu bột nước thì nó nổi màu lên rất đẹp. Để cho cái hàng viền này khác, người ta có thể tô cái màu khác của cái yếm con cá này. Có thể là mua một nồ màu cam nhạt đây để mình tô màu màu xanh các bạn. Giờ tiếp đến là cái màu bụng con cá, tô nó khác cái màu đi, màu hồng nhạt. Đấy. Đây, chúng ta đã tô xong các bạn ạ. Mình đã vẽ xong cái con cá chê rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn đã nhìn thấy đây là cách phối màu của mình nhé. Các bạn có thể là tùy vẽ cái râu này và các vây này, vẽ nó khác đi thì nhìn con cá nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Đấy, mình cũng mới biết vẽ thôi. Nếu mà các bạn thấy mình vẽ chú cá chê này hay thì các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là bấm nút đăng ký, like và chia sẻ với tất cả mọi người nhé, để ủng hộ mình, để mình có động lực để làm video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.